Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Putin đứng chôn chân nhìn vũ khí Mỹ NATO Onon đổ vào Ukraine. Đây là yếu tố định đoạt cuộc chiến cuối cùng, nên Nga hoặc Ukraine phải có bằng mọi giá. Đoàn xe quân sự Nga bị phục kích trên đường tiến về miền đông Ukraine, phá hủy hàng trăm chiếc, và sau đây là những nội dung chi tiết. Putin đứng chôn chân nhìn vũ khí Mỹ NATO Unun đổ vào Ukraine. Kính thưa quý vị, khán thính giả của Little Sài Gòn thân mến, theo hãng thông tấn AP, vũ khí phương Tây đổ vào Ukraine đã giúp làm giảm bớt đà tấn công ban đầu của Nga và dường như chắc chắn sẽ đóng một vai trò trung tâm nếu không muốn nói là quyết định trong trận chiến ở khu vực Donbass tới đây. Tuy nhiên, có một thực tế khá rõ ràng là quân đội Nga dường như không thể ngăn chặn được dòng vũ khí vận chuyển tới Ukraine với số lượng kỷ lục. Chỉ tính riêng Mỹ, con số đã không ngừng tăng lên, hơn 12.000 vũ khí được thiết kế để chống lại xe bọc thép, khoảng 1.400 tên lửa Stinger vác vai dùng để bắn hạ máy bay và hơn 50 triệu viên đạn, cùng nhiều phương tiện khác. Hàng chục quốc gia nữa cũng đang góp sức tiếp viện cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden hôm thứ tư đã phê duyệt một khoản hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu đô la nữa cho Ukraine, gồm cả bổ sung thêm máy bay trực thăng và lần đầu tiên cấp trả lựu pháo. Những vũ khí này đã đóng vai trò đắc lực giúp quân đội Ukraine, lực lượng vốn đang bị kém hơn và từng được dự báo sẽ nhanh chóng thất bại, kháng cự kiên cường trước các cuộc tấn công của Nga. Điều đó phần nào giải thích cho lý do tại sao quân đội Nga buộc phải rút lui khỏi thủ đô Kiev và thu hẹp trọng tâm về miền đông và miền nam Ukraine. Các quan chức và giới phân tích Mỹ đã đưa ra một số lý giải về việc tại sao Nga lại gặt hái được rất ít thành công trong việc ngăn chặn vũ khí của phương Tây di chuyển bằng đường bộ qua các nước láng giềng, gồm cả Ba Lan, để vào Ukraine. Trong đó có một lý do là Nga đã không giành được toàn quyền kiểm soát bầu trời Ukraine đã hạn chế việc sử dụng sức mạnh không quân của nước này. Ngoài ra, Nga cũng phải chật vật trong quá trình cung cấp vũ khí và thiết bị cho binh lính của họ ở Ukraine. Thậm chí, một số người còn cho rằng vấn đề nằm ở nội bộ nước Nga. James Stavridis, đô đốc hải quân Mỹ, đã nghỉ hưu, người từng giữ chức chỉ huy hàng đầu của NATO ở châu Âu từ năm 2009 đến 2013, cho biết. Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là họ là một đội quân kém năng lực. Chưa hết, Nga cũng phải đối mặt với những trở ngại thực tế. Robert Gibraltar, một quan chức NATO lâu năm và hiện là giáo sư tại trường quan hệ quốc tế Samnen thuộc Đại học Công nghệ Georgia nhận định các lô vũ khí của phương Tây chuyển cho Ukraine được che giấu hoặc ngụy trang theo những cách mà Nga rất khó phát hiện. Họ thiếu một mạng lưới gián điệp tại hiện trường để định vị chính xác hành trình di chuyển của các đoàn xe chở vũ khí. Để ngăn chặn dòng viện trợ vũ khí này dường như không hề dễ dàng. Những vũ khí như đạn nhược và tên lửa vác vai có thể được vận chuyển bên trong các chiếc xe tải trông giống như bất kỳ chiếc xe tải thương mại nào khác. Stefan Biddle, giáo sư về vấn đề công nghệ và quốc tế tại Đại học Columbia, bình luận. Những chiếc xe tải chở vũ khí mà Nga muốn đánh chặn chỉ là một phần nhỏ trong những lô hàng lớn hơn nhiều đang di chuyển ở Ba Lan, Ukraine và vượt qua biên giới. Vì vậy, người Nga chẳng khác nào phải mò kim đáy bể để tìm cách phá hủy những vũ khí và đạn dược chuyển cho Ukraine. Chuyển sang một bản tin khác. Đây là yếu tố định đoạt cuộc chiến cuối cùng, Donbass, Nga hoặc Ukraine phải có bằng mọi giá, Thưa quý vị, các hình ảnh vệ tinh mới nhất do Masa Technologies thu thập và phân tích cho thấy một đoàn xe quân sự dài hơn 10 km của Nga đang tiến về phía nam qua thị trấn Velky Balak, miền đông Ukraine. Tất cả các dấu hiệu đều thể hiện việc Nga đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự ở Ukraine với trọng tâm là Donbass. Người Ukraine cũng đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó trước diễn biến mới Trận chiến giành Donbass sẽ nhắc nhở bạn về Thế chiến thứ hai, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với các nhà lãnh đạo của NATO tuần trước. Ông cũng tin rằng sẽ có các hoạt động quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép và máy bay. Trong khi đó, tại Donbass, người Nga sẽ phải đối mặt với khoảng 40.000 binh sĩ được đào tạo và trang bị tốt nhất của Ukraine, chiếm một phần tư tổng quân số. Với việc các cuộc giao tranh hiện chỉ tập trung vào một mặt trận, sát lãnh thổ, lực lượng Moscow về lý thuyết có thể tránh được các điểm yếu về hậu cần và gây ra nhiều khó khăn trong những tuần đầu tiên của chiến dịch, tờ Financial Times nhận định. Khi người Nga rút ngắn đường dây liên lạc và tập trung hơn vào khu vực, điều đó mang lại cho họ cơ hội nâng cao sức mạnh hiệu quả hơn, một quan chức phương Tây cho biết. Mặc dù vậy, quân đội Nga vẫn chưa có những điều chỉnh đáng kể đối với chiến thuật trên chiến trường, khiến nước này dễ bị Ukraine phục kích và phản công. Không những vậy, việc phục hồi lực lượng sau những tổn thất liên quan đến Kiev cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. NATO ước tính Nga đã mất 7.000 đến 15.000 quân, trong khi Ukraine đưa ra con số thống kê là 18.600. Một số lượng lớn hình ảnh cho thấy xe bọc thép và xe tăng Nga bị phá hủy cũng được đăng tải trong suốt chiến dịch. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga vào cuối tháng trước cho biết 1.351 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Ở hướng ngược lại, Ukraine cũng sẽ cần phải tập hợp lại lực lượng sau khi tập trung vào phòng thủ các thành phố như Kiev, Kharkov. Thời gian cho Ukraine không còn nhiều, có thể chỉ còn tính bằng ngày. Theo Wall Street Journal, tình hình chiến thuật đang có lợi hơn cho Nga ở mặt trận Donbass. Các đường tiếp tế của Nga ngắn hơn và khu vực hoạt động tập trung hơn cho phép Nga sử dụng hiệu quả, sự hỗ trợ từ trên không. Loại hình chiến tranh khác biệt này cùng với các đội hình lớn đối đầu nhau thay vì giao tranh đơn vị nhỏ là lý do chính khiến Kiev nói rằng họ cần gấp các loại vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như pháo binh, xe tăng và pháo phòng không, những thứ mà hầu hết các đồng minh phương Tây đều miễn cưỡng cung cấp. Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây cam kết sẽ gửi xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm tới Ukraine trong chuyến thăm Kiev vào cuối tuần, trong khi Slovakia tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng không tầm xa. Mỹ đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 400 triệu USD cho Ukraine vào tháng 4, trong tổng số 1,4 tỷ USD kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Washington đang cung cấp Javelin, tên lửa Stinger, hàng trăm máy bay không người lái và radar, nhưng cho đến nay không có vũ khí hạng nặng nào đáp ứng yêu cầu từ Kiev. Chỉ có Cộng hòa Séc cung cấp xe tăng cho Ukraine gửi những chiếc T-72M từ thời Liên Xô, trong khi Slovakia chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 sau khi nhận các tổ hợp Patriot để thay thế. Đội quân đầu tiên đạt được trạng thái tốt nhất một cách nhanh nhất có thể định hình giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột. Matthew Bollegu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Chatham House, nói với Financial Times nếu lực lượng Nga ở Donbass có thể tiếp tục đẩy về phía nam từ Izium để gặp quân đội đang hành quân về phía bắc từ Mariupol, các quan chức quốc phòng và nhà phân tích cho biết họ có thể bao vây quân đội Ukraine. Nhưng cách điều động tương tự có thể khiến Nga phải hứng chịu một cuộc tấn công từ phía sau của các lực lượng Ukraine đến từ Kiev. Dưới quan sát, dự đoán người Nga sẽ tìm cách bao vây hoàn toàn Donbass để biến nơi đây thành một Mariupol lớn. Thành phố Cảng đã gần như mất sức kháng cự sau nhiều tuần pháo kích lớn. Các chuyên gia quân sự đồng ý rằng Ukraine sẽ rất khó để đẩy lùi người Nga ở Donbass như cách họ làm ở Kiev. Phía đông đất nước rất khác biệt, cả về lực lượng mà Nga hiện có cũng như cách thức mà Nga sẽ bảo vệ những lợi ích đó. quân chức phương Tây nói thêm, Konstantin Batosky, nhà phân tích chính trị người Ukraine, dự báo rằng trận chiến giành Donbass sẽ rất khác so với những gì đã diễn ra trước đây, sẽ có nhiều tổn thất cho cả hai bên, ông nói. Chuyển sang một bản tin khác, Đoàn xe quân sự Nga bị phục kích trên đường tiến về miền đông Ukraine, phá hủy hàng trăm chiếc. Thưa quý vị, Ukraine cho biết quân đội của nước này đã phục kích phá hủy một cây cầu bắc qua sông ở Kharkov khi lực lượng của Nga đang di chuyển qua đây để tiến về thị trấn Izium, miền đông Ukraine. Theo Guardian, một trong những thông báo trên Twitter ngày 14 tháng 4, quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công đoàn xe quân sự của Nga đang di chuyển trên một cây cầu bắc qua sông Donetsk ở vùng Kharkov, miền đông nước này. Xác định được đường di chuyển của đoàn xe quân sự đối phương, lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã xác định hạ tầng phù hợp nhất để thực hiện một vụ phục kích. Đó chính là cây cầu nằm trên đường di chuyển của các phương tiện đối phương, Tiếp đến là xác định điểm nổ, tính toán lượng chất nổ TNT cần thiết. Các đặc nhiệm điều khiển máy bay không người lái, chỉ chờ đoàn xe đối phương đi qua. Hãng tin file Canal News dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết. Các nguồn tin cho hay đoàn xe quân sự của Nga bị phá hủy sau vụ mai phục. Nga hiện chưa bình luận về những thông tin này. Vụ mai phục gợi lại những diễn biến từng xảy ra ở khu vực Kiev khi Nga đưa hàng trăm xe quân sự tiến công về phía thủ đô của Ukraine ở giai đoạn đầu chiến dịch, khi ép nói đã phá hủy hàng loạt xe tăng, xe bọc thép của Nga trên đường tiến công. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga tuyên bố chuyển trọng tâm của chiến dịch quân sự sang miền đông Ukraine sau một tháng mở các đợt tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine. Hình ảnh vệ tinh của phương Tây cho thấy, Nga bắt đầu dồn lực lượng về miền đông Ukraine kể từ đầu tháng này và có thể đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát ở miền đông. Trong một diễn biến liên quan khác, giới chức Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tập kích tên lửa, phá hủy nghiêm trọng một tàu chiến của Nga ở Biển Đen hôm ngày 13 tháng 4. Tên lửa chống hạm Neptune phòng thủ ở Biển Đen đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu chiến của Nga, Guardian dẫn thông tin trên Telegram của thống đốc Odessa Maxim Marchenko. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovich cũng viết trên mạng xã hội rằng, bất ngờ đã đến với xoái hạm thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, nó đang bốc cháy dữ dội, có 510 thủy thủ trên tàu. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói, một đám cháy đã dẫn tới vụ nổ trong kho đạn của tàu Moskva, tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Vụ nổ khiến con tàu hư hại nghiêm trọng, nhưng các thủy thủ đã được sơ tán an toàn. Moskva là một trong ba tàu tuần dương hạng nặng mang tên lửa dẫn đường thuộc đề án 1164 Atlan của Nga, tàu có trọng lượng 12.500 tấn và thủy thủ đoàn khoảng 500 người. Con tàu được cho là mang theo các tên lửa có tầm bắn ít nhất 700 km. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Saigon News.